Thưa quý vị, 11 chiếc thuyền ma chở 20 thi thể trôi dạt ngoài khơi Nhật Bản. Các quan chức Nhật Bản hôm nay cho biết một số thi thể trên thuyền đang trong giai đoạn phân hủy. Truyền thông Nhật đồn đoán đây là các thuyền đến từ Triều Tiên. Một nhân viên lực lượng tuần duyên Nhật nói với AFP rằng đây chủ yếu là thuyền gỗ, một số thuyền hư hỏng nặng. Người này cho biết trên thuyền có 20 thi thể. Ông này chưa biết thêm, trong số các thuyền lạ này, nhiều chiếc đã được kéo về các cảng của Nhật nhưng người ta vẫn chưa nhận diện được các thi thể. Công tác điều tra đang tiếp diễn. Vào ngày 24 tháng 11, một trong số các thuyền này được kéo lên bờ tại cảng Fukui sau khi nhân viên tuần duyên phát hiện ba thi thể bên trong thuyền. Theo kênh truyền hình từ Tokyo Broadcasting System, đài truyền hình này cho hay thuyền được phát hiện cách bờ biển của biển Nhật Bản khoảng 100 km, phía Triều Tiên và Hàn Quốc gọi biển này là Đông Hải. Đài TBS cho biết các thi thể đã bị phân hủy và bắt đầu trơ xương. Đài truyền hình NHK cho hay có thấy chữ Triều Tiên, Hàn Quốc trên thuyền cũng như các quần áo còn lại trên thuyền. Giới chuyên gia nghi ngờ đây là các thuyền đánh cá của Triều Tiên. NHK cho rằng đang để mạnh hoạt động của nghề cá để bảo đảm an ninh lương thực. Theo NHK, một số lượng thuyền đánh cá Triều Tiên đã bị lạc do thiếu thiết bị hiện đại, bao gồm hệ thống định vị toàn cầu